toàn thể quý hội thánh, đặc biệt là các bậc phụ huynh và những người đã làm cha làm mẹ trong hội thánh. Như thường lệ hàng năm thì chủ nhật thứ hai của tháng năm là ngày chủ nhật thiếu kính cha mẹ. Nhân dịp này thì con xin thay cho các bạn thanh niên trong hội thánh là những người con để có thể gửi lời cảm ơn đến ba mẹ vì đã luôn yêu thương chăm sóc và dạy dỗ chúng con từ khi chúng con mới ra đời cho đến lúc trưởng thành như bây giờ. Và giờ đây thì chúng con xin tôn vinh Chúa bài hát cảm nhận của con như một lời cảm ơn Chúa đã cho chúng con có ba mẹ là những người ba người mẹ tốt nhất của chúng con, và cũng là lời cảm ơn chúng con gửi đến ba mẹ vì công ơn dưỡng dục và sự yêu thương, sự kiên nhẫn trong cuộc đời của chúng con. Xin hội thánh và các ba mẹ cùng lắng nghe và hòa lòng với bài hát này. Xin cảm ơn. Thank you.
tin con.